Xin chào các bạn, hiện tại thì hôm nay thì Quang đã xếp sắp được ngày để dựng cái khung lên, cái khung nhà tre. Thì đang nhờ mấy anh em cùng làm. Đó. Đây, hiện tại thì dọn dẹp sạch sẽ hết rồi. Rau thì đã gieo và đã nên ăn rồi các bạn. Đấy, rất là nhiều, sạch sẽ các bạn nha, rau sạch. Đây là cái khu để làm. Vậy đây đang dựng từ những cái vì, tức là có 4 vì như thế này, 4 vì 3 gian các bạn nhé. Thì rất khéo léo thì mới đục từ những cái lỗ này. Đó. Đây là cột. Đây là cái hiên các bạn nhá, hiên. Thì cái địa thế này thì làm theo cái địa hình của thế đất, cho nên là không có san nền, cho nên là khi mà dựng như thế này thì cả một vấn đề khá là khó khăn hơn những cái có nền sẵn. Đấy, có nền sẵn thì mình dựng rất là dễ, nhưng mà cái này thì bằng cái địa hình địa thế của cái nền này là làm tự nhiên nhất. Đấy, không có san phẳng gì cả. Đó. Rồi. Hôm nay thì sẽ dựng được xong khung. Đó. Đây tất cả. Rồi anh em theo dõi cùng nhá. Con rồng mà nó thấp kìa. Cái này thì đục lên được ạ. Cái này cho vào cái này được. Thank you.
chào các bạn. Hôm qua thì làm hơi tối cho nên là không tổng kết được cái video của cái ngày dựng hôm qua. Thì sáng ngày hôm nay thì tôi sẽ điểm lại cái gì mà làm hôm qua. Đây là cái khung, tức là cái khung thì đã dựng được ngày hôm qua. Qua làm rất là tối. Đây hiện tại thì có 4 vì các bạn nhé, 4 vì 3 gian đó. Thì hiện tại thì đang dựng được tạm thời như này và sẽ chỉnh từng những cái từng vì một, ví dụ như những cái kia nó cong thì kia thì chúng ta có thể là làm cho nó thẳng lên đó, nó chưa thể ổn định được đó. Và sẽ kê lại tất cả những cái dưới này, ở dưới chân, ở trên thì sẽ lợp cọ bạn nhé, xung quanh này, xung quanh của cái tường này, cái bưng vách này, cái vách này thì sẽ bổ tất cả những cái cây bương kia ra từng mảnh, sau đó thì sẽ bắn vít vào đây đấy. Tức là cái này không sử dụng một tí cái dây thép nào các bạn, sắt nào vào các bạn nhá. Đây sẽ dùng bằng những cái chêm này này để chêm nó cho nó chắc chắn. Đây tất cả những cái mộng nước mà sẽ kê như này. Bạn nhìn xem ở dưới này nó một cái sàn rất là rộng, tức là cái gầm sàn cực rộng luôn, thênh thang. Thì theo các bạn thì mình nuôi cái gì ở đây để cho nó thơm tho được. Như ý tưởng của tôi thì sẽ nuôi một ít rúi ở trong này. Rúi thì nó không mùi không gì cả, rất là sạch vì nó an toàn những cái đồ sạch, tre chiếc rồi tre non măng non bắt đầu nó ăn. Thì đây là cái hiên nhé các bạn nhé, cái hiên đấy, cái hiên nó sẽ ra lên đây, cái hiên sẽ ra ở đây và mình sẽ đứng ở đây mà mình chiêm ngưỡng ở ngoài này. Đấy, không gian rất là đẹp ở trong này, ở trong kia làm quang sạch sẽ đi để suối view rất đẹp trong này. Đó thì kia cái cột đấy, cái cột hiên đấy là cái cột hiên các bạn nhé. Đây cái cột hiên đây các bạn, đây là cột hiên. Cột hiên ở đây thì đi xuống ở đây đó. Đây là cột hiên, hiên sẽ đứng ở đây. Ở kia sẽ có, hoặc là tức là ở đây nó sẽ có một cái bậc thang lên đấy, bậc thang để vào trong cái nhà này. Và ở ngoài này sẽ có thể sẽ là một cái view ra đây nữa, một cái chòi ở đây, một cái cầu bắc từ đây, từ nhà này ra ngoài đấy, làm một cái vòng tròn ở giữa để ngồi trà đạo. đấy là ý tưởng, chứ còn thì thực hiện thì nó sẽ thời gian chứ không thể làm ngay được. Đấy, rau cải thì đã chất lượng và đã xịn sò chín rồi. Rau thì đã trồng hết rồi, ngon lành rồi. Đó. Tất cả khung nhà nó view và sẽ được nhìn. Khu này sẽ là bếp nha các bạn nhé. Khu này sẽ là dọc theo cái nhà và vuông theo cái nhà này luôn. Đó. Vuông theo cái nhà này luôn thì sẽ bếp sẽ nằm ở chỗ kia. Đấy, tức là kiểu hình chữ L. Đó các bạn ạ. Hình chữ L nhá. Đó, đây toàn cảnh khá là rộng, khu mà khi mà ở trong này nó phát quang đi thì ở trong suối này rất là đẹp. Đó. Kia suối ở dưới kia, dọc bên dưới đấy, suối rất là sâu ở trong đấy, hùng hùng. Ở trong kia sẽ làm rất là quang ở trong kia. Đây. Hướng thì sẽ là đông tây nam các bạn nhé. Tức là buổi chiều thì khi mà hoàng hôn xuống là lấp lánh rất là đẹp, thì sẽ chiếu thẳng vào nhà, không phải là thẳng mà là nó sẽ lấp lánh rất là đẹp. Đấy, một cái không gian kia là view các bạn nhé. Ở đây là nhìn thấy tất cả
những cái xã ngoài là nhìn thấy suối Hai. Nếu mà quang nữa mà không mây mù thì sẽ nhìn thấy núi Tam Đảo, rất là đẹp. Rồi, nếu như các bạn nào mà yêu thích cái dạng bamboo, bamboo đúng không ạ, bamboo, tức là tiếng Anh là bamboo, còn thì Việt Nam tiếng Việt thì mình gọi là nhà tre, toàn bộ nhà tre không một tí giấy thép nào các bạn nhé, thì sẽ làm như vậy. Thì đây là một cái nơi để mà Quang có thể ngồi thích yên tĩnh để ngồi trà đạo, anh em có thể là thích thì anh em chúng ta có thể là nằm đạo nơi đây. Và chúng ta và Quang sẽ nghiên cứu thêm những cái vị thuốc và bài thuốc để cho giúp đỡ nhiều người hơn nữa. Thì muốn một cái khu rất là yên tĩnh như vậy, chứ không phải là có ý gì là câu view, câu like hay cái gì cả. Đó, anh em ạ. Rồi, nếu như mà anh em mà thích thì có thể comment để chúng ta cùng đồng ý với nhau là chúng ta cùng sở thích các bạn nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.